Trong 500 ao đó, nước công đức tràn đầy, cây khô đều sinh cảnh, hoa lá đều tươi tốt. Trong 500 ao nước đó, nước công đức tràn đầy, cây khô đều sống lại, sinh ra cành lá, hoa lá đều rất tươi tốt, trái cũng rất nhiều. Giống như hoa cỏ, cây cối trong vạn Phật thành không những tươi tốt mà còn đặc biệt sum suê. Đây là cảnh giới vật hoa thiên bảo. Ao nước đều tràn đầy, chảy ra khắp mọi nơi, khắp cùng cõi Diêm Phủ, tất cả đều thấm ướt. Nước trong ao đều tràn đầy, chảy ra ngoài tất cả mọi nơi, khắp cùng cõi Nam Diêm Phủ Đề, tất cả đều thấm ướt. Trong phần đất của vạn Phật Thánh Thành trước kia không có nguồn nước, thật là một điều hết sức khó khăn. Hiện tại vạn Phật vân tập về Thánh Thành thì mạch nước vọt ra nước ngon ngọt, lấy không cạn, dùng không hết, thật là việc kỳ lạ không thể nghĩ bàn. Dược thảo và cây cối, trong thứ lúa đậu thảy, cành lá hoa quả thật, tất cả đều sung xuê. Tất cả dược thảo và tất cả cây cối, trong thứ lúa thóc và đậu thảy, cành lá hoa quả thật đặc biệt sung xuê tươi tốt, quả chẳng những lớn mà cũng ngon ngọt. Hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 1979 là ngày Tết Xuân âm lịch, tức cũng là ngày Tết Nguyên Đán. Mọi người được thêm một tuổi, thời gian cứ tăng thêm một tuổi làm cho con người từ từ già đi, từ nhỏ đến lớn trưởng thành rồi già đi, đến lúc tuổi già mới biết tầm quan trọng học tập Phật Pháp. Một đời người tốt nhất về chữ cần, một năm tốt nhất là mùa xuân, một ngày tốt nhất vào lúc sáng sớm, hôm nay bắt đầu năm mới, tất cả bắt đầu làm mới, phải phản tỉnh những việc làm xưa kia của mình. Có đúng với giới luật chăng? Nếu đúng thì tiếp tục làm, nếu không đúng thì lập tức sửa đổi. Do đó có câu trừ cự hoán tân, nghĩa là sửa cũ làm mới. Trong Phật giáo có câu dì thiền đại tội, nhất xám liền tiêu, nghĩa là dù tội lỗi nhiều như núi tu di, một khi sám hối thì sẽ tiêu sạch. Phải kiểm tra năm vừa rồi, nếu có những lỗi lầm thì hãy mau sám hối ở trước Phật, làm một con người mới. Do đó có câu đủ thứ lỗi lầm trước kia, ví như ngày hôm qua đã chết rồi, đủ thứ về sau này, ví như ngày hôm nay mới sinh ra. Và có câu rằng có lỗi mà không sửa thì lỗi vẫn còn, có lỗi mà sửa đổi thì sẽ hết sạch. Hôm nay là ngày khánh đàn của Bồ Tát Di Lặc, hy vọng Bồ Tát Di Lặc sớm ngày hàng sinh xuống nhân gian. Cho nên năm mới bắt đầu ngày thứ nhất là ngày sinh nhật của Bồ Tát Di Lặc, làm đại Phật sự biểu thị hoan nghênh. Bồ Tát Di Lặc nhẫn nhục đệ nhất, chúng ta phải học theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc, mở miệng thường cười, tuyệt đối không nóng giận. Có câu đối liễn nói rằng bụng bự hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa, mở miệng liền cười, cười người thiên hạ đáng cười. Đây là mô tả về Bồ Tát Di Lặc. Bất cứ người nào đều phải hồi quang phản chiếu, đừng cống cao ngã mạn, không thể tự đại tự mãn, tự mình phong hoàng đế cho chính mình, coi mình cao như đỉnh núi tu di. Tư tưởng như thế không thể được, phải lập tức thu hồi lại. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta phải học sự nhẫn nại, dùng sự nhẫn nại để khắc phục sự khó khăn, phải đối diện với hiện thực, tinh tấn tiến về trước. Đây là sự hy vọng của tôi đối với tất cả mọi người. Giếng hầm và gò đồi, đủ thứ chỗ cao thấp, tất cả nơi như vậy, hết thảy đều bằng phẳng. Đất đai trước kia có nước giếng và nước hầm hào, có gò đồi lồi lõm không bằng phẳng, có đủ thứ chỗ cao thấp, tất cả những nơi như vậy hiện tại đều bằng phẳng, chẳng còn giếng hầm, chẳng còn gò đồi, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc dồi dào, dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, mọi người đều có lòng từ bi, quốc thái dân an. Cây gai cát sỏi thành, tất cả sự dơ bẩn đều ở trong một niệm biến thành các ngọc báu. Cây gai cát sỏi, tất cả đủ thứ những dơ bẩn đều có thể ở trong một niệm đều biến thành tất cả ngọc báu. Tại sao có những hiện tượng này? Vì nghiệp thiện sở cảm. Có cảnh giới 5 ngày có gió, 10 ngày có mưa, gió thổi nhẹ nhàng, mưa xuống lất phất. Chúng sinh thấy đó rồi hoan hỉ mà khen ngợi, đều nói được lợi lành như khác uống nước ngọt. Chúng sinh thấy cảnh giới đó rồi hoan hỉ mà khen ngợi oai đức có được như vậy, đều nói đắc được lợi lành giống như lúc khát nước, uống được nước cam lồ ngon ngọt, chẳng những được giải khát mà còn có thể trị bệnh. Bấy giờ vua Quang Minh quyến thuộc vô lượng chúng xe giá cùng du ngoạn xem khắp các vườn tược. Lúc đó vua Quang Minh và vô lượng quyến thuộc đại chúng ngự xe giá cùng du ngoạn thưởng thức xem khắp các vườn tược để cho tinh thần sảng khoái, đối với thân tâm đều có lợi ích. Trong 500 ao nước có ao tên Khánh Hỷ, trên ao có pháp đường,
Vua cha ở chỗ đó. Trong vườn tược có 500 ao nước, trong đó có cái ao tên là Khánh Hỷ. Phía trên ao nước có xây dựng một pháp đường. Vua cha Tịnh Quang Minh và hoàng hậu ở trong pháp đường đó. Tiền vương bảo phu nhân, ta nhớ 7 đêm trước, nửa đêm đất chấn động, trong đó có quang hiện. Tiền vương Tịnh Quang Minh bảo phu nhân Liên Hoa Quang rằng, ta nhớ 7 đêm trước, lúc nửa đêm mặt đất chấn động 6 thứ. Khi chấn động có đại quang minh hiện ra chiếu khắp đại địa. Thời trong ao hoa đó, sinh hoa sen ngàn cánh, sáng như ngàn mặt trời, chiếu đến đỉnh Tu Di. Lúc đó từ trong ao hoa đó sinh ra đóa hoa sen ngàn cánh, phóng đại quang minh chiếu sáng như ngàn mặt trời. Quang minh đó chiếu đến đỉnh núi Tu Di. Cộng hoa bằng kim cang, đài hoa vàng diêm phù, lá hoa bằng các báu, hương thơm làm ngụy tua. Cộng hoa sen ngàn cánh đó làm bằng kim cang, đài hoa làm bằng vàng diêm phù đè, lá hoa bằng các báu, hương thơm làm ngụy tua, đặc biệt trang nghiêm mà cũng rất mỹ quan. Vua sinh trên hoa đó, ngồi kiết giả đoan chánh, tướng tốt dùng trang nghiêm, thiên thần đều cung kính. Đồng nữ bảo Quang Minh nói, đại vương ngày sinh trên đóa hoa sen ngàn cánh, thân ngồi kiết già rất đoan chánh, tướng tốt trang nghiêm thân, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, được thiên thần đều cung kính làm hộ pháp. Tiền vương đại hoan hỷ, vào ao tự bồng lên, đem trao cho phu nhân, nàng nên mừng được con. Tiền vương thấy cái giấy đó, sinh đại hoan hỷ, đích thân vào trong ao nước, cung kính bồng ấm lên, đem trao cho phu nhân nói, con của nàng rất cát tường, nàng nên mừng được đứa con này. Bảo tàng đều vọt lên, cây báu xinh y đẹp, nhạc trời tấu tiếng hay, đầy khắp trong hư không. Trong bảy báu của chuẩn luân thánh vương, bảo tàng từ dưới đất vọt lên, người có phước do thiện nghiệp sở cả, tất cả đều cát tường. Trên cây bóng sinh ra đủ thứ y phục đẹp, nhạc trời tấu lên tiếng hay, rất êm tai, đầy khắp trong hư không. Tất cả các chúng sinh đều sinh đại hoan hỷ, chắp tay nói hy hữu, lành thay bậc cứu đời. Tất cả hết thảy chúng sinh thấy được cảnh giới đó đều sinh tâm đại hoan hỷ, chắp tay cung kính nói, ít có thấy được cảnh giới này, lành thay, đây là chủ cứu hộ thế giới, hàng sinh xuống nhân gian. Thời thân vua phóng quang, chiếu sáng khắp tất cả, khiến cho bốn thiên hạ hết tối trừ bệnh tật. Lúc đó thân của vua phóng ra đại quang minh, chiếu sáng khắp tất cả, khiến cho bốn thiên hạ những chỗ tối tăm đều không còn nữa, lại khiến cho tất cả bệnh tật thảy đều trừ diệt hết, thân tâm được khỏe mạnh, chẳng còn phiền não. Dạ xoa tỷ xá xà, độc trùng các ác thú, những kẻ muốn hại người, tất cả tự ẩn trốn. Dạ xoa quỷ mau lẹ, tỷ xá xà quỷ hút tinh, đều không còn nữa, tất cả độc trùng và tất cả ác thú cũng chẳng còn nữa. Những yêu ma quỷ quái muốn hại người, lị mị vọng lượng, chúng đều tự động ẩn trốn, không dám độc hại người đời nữa. Tiếng xấu mất lợi lành, tai họa cùng bệnh tật, khổ như vậy đều diệt, tất cả đều hoan hỷ. Người có tiếng xấu do không làm việc thiện, thường phát sinh tai họa hoặc bị bệnh tật, những khổ họa như vậy đều tiêu diệt hết sạch, được an lạc, tất cả chúng sinh đều sinh đại hoan hỷ. Phàm là loại chúng sinh nhìn nhau như cha mẹ, để ác khởi lòng từ, chuyên cầu nhất thiết trí. Phàm là loại chúng sinh gặp được vua mừng rỡ như gặp được cha mẹ, sinh khởi lòng cung kính sẽ lìa khỏi tất cả điều ác, làm tất cả điều thiện, chuyên tâm cầu nhất thiết trí, phá trừ tất cả vô minh, đóng chặt các đường ác, mở bày đường trời người, tuyên dương nhất thiết trí độ thoát các quần sinh, đóng chặt tất cả cửa đường ác, mở bày con đường cõi người và cõi trời, tuyên dương pháp nhất thiết trí tát bà nhạ, độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, đến được vào niết bàn bên kia. Chúng tôi thấy đại vương khắp được các lợi lành, kẻ nghèo cùng cô đơn tất cả đều an lạc. Chúng tôi thấy được đại vương khắp được tất cả lợi ích, những kẻ nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, không ai dẫn đường chỉ lối, hết thảy tất cả đều được an lạc. Bấy giờ đồng nữ bảo Quang Minh dùng kẻ khen ngợi vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay đảnh lễ, cúi mình cung kính, bèn đứng qua một bên. Lúc đó đồng nữ bảo Quang Minh dùng kẻ khen ngợi vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay đảnh lễ, cúi mình cung kính, bèn đứng qua một bên. Bấy giờ đại vương đó bảo đồng nữ rằng, lành thay đồng nữ, người có thể tin biết công đức của người khác thật là ít có. Đồng nữ, tất cả chúng sinh không thể tin biết công đức của người khác. Đồng nữ, tất cả chúng sinh không biết báo ơn, không có trí huệ, tâm họ trược loạn,
chẳng thấu rõ tánh, vốn không trí lực, lại thối trí tu hành. Người như vậy không tin không biết hết thảy công đức thần thông trí huệ của Bồ Tát Như Lai. Đồng nữ, này người quyết định hướng về cõi Bồ Đề, biết được công đức Bồ Tát như vậy, nay ngươi sinh trong cõi Diêm Phủ Đề này, phát tâm dũng mãnh, nhiếp khắp chúng sinh, công đức chẳng lướng qua, người cũng sẽ thành tựu công đức như vậy. Lúc đó, Đại Vương bảo đồng nữ rằng, đành thay đồng nữ, người có thể tin và biết công đức của người khác thật là ít có. Đồng nữ, tất cả chúng sinh họ không thể tin biết công đức của người khác. Đồng nữ, tất cả chúng sinh không biết báo ơn cha mẹ, báo ơn sư trưởng, có ơn không biết báo đáp thật là đáng thương. Vì không có trí huệ cho nên tâm họ trược loạn, chẳng thấu rõ tánh, lại không có trí lực, lại thối trí tu hành, thật đáng thương xót. Những người như vậy không tin Phật Pháp, không biết hết thảy công đức thần thông trí huệ của Bồ Tát và Như Lai. Đồng nữ, này người quyết định hướng về cầu Bồ Đề, biết được công đức của Bồ Tát như vậy. Này người sinh trong cõi Diêm Phủ Đề này, phát tâm dũng mãnh, nhiếp khắp tất cả chúng sinh, công đức đó chẳng lướng qua, người cũng sẽ thành tựu công đức như vậy. Vua khen ngợi đồng nữ rồi, đem y báu vô giá, tự tay cầm đưa cho đồng nữ bảo quang minh và quyến thuộc của đồng nữ, bảo từng người rằng, các người hãy mặc y này. Bấy giờ các đồng nữ quỳ xuống, hai tay cầm lấy để trên đầu rồi mới mặc vào. Mặc y xong, đều đi nhiễu bên phải ông vua. Trong các y báu đều phát ra quang minh tất cả tinh tú. Mọi người thấy rồi đều nói như vậy, những người nữ này đều rất đoan chánh, trang nghiêm như sao sáng trong bầu trời. Vua Nhất Thiết Pháp viên mãn cái khen ngợi đồng nữ bảo quang minh rồi, bèn đem y báu vô giá tự tay cầm đưa cho đồng nữ bảo quang minh và quyến thuộc của đồng nữ. Sau đó bảo từng người rằng, các ngươi hãy mặc y này. Lúc đó tất cả các đồng nữ quỳ xuống, hai tay cầm lấy y báu để trên đầu, biểu thị sự cung kính tiếp nhận rồi mới mặc vào. Mặc y xong, mọi người đều đi nhiễu bên phải ông vua vô lượng vòng. Trong các y báu đều phát ra quang minh tất cả tinh tú. Mọi người thấy rồi đều nói như vậy, những người nữ này đều rất đoan chánh, trang nghiêm như sao sáng trong bầu trời. Thiện nam tử, vua Nhất Thiết Pháp Âm viên mãn cái thuở đó đâu phải người nào khác, chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai ứng chánh đẳng giác ngày nay vậy. Vua Quang Minh là vua Tịnh Phạn, phu nhân Liên Hoa Quang là phu nhân Ma Gia, đồng nữ bảo Quang Minh tức là thân ta đây. Lúc đó vua dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp chúng sinh, tức là tất cả Bồ Tát trong hội này đây đều được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoặc trụ sơ địa cho đến thập địa, đầy đủ các thứ đại nguyện, tích tập đủ thứ trợ đạo, tu đủ thứ diệu hạnh, đầy đủ các thứ trang nghiêm, đắc được đủ thứ thần thông, trụ đủ thứ giải thoát, đang ở trong hội này, ở nơi đủ thứ diệu pháp, cung điện. Chủ dạ thần khai phu Nhất Thiết Thủ Hoa nói với thiện tài đồng tử, thiện nam tử, vô Nhất Thiết Pháp Âm viên mãn cái thủa đó, ngươi có biết là ai không? Ngài chính là Tỳ Lô Giá Na, pháp thân của Phật Thích Ca, Như Lai ứng chánh đẳng giác ngày nay vậy. Vô Quang Minh là vua Tịnh Phạn ngày nay, phu nhân Liên Hòa Quang là phu nhân Ma Gia ngày nay, đồng nữ bảo Quang Minh tức là thân ta đây. Lúc đó vua dùng bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ lại hành đồng sự để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, tức là tất cả Bồ Tát trong hội hiện tại này đây, đều được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoặc trụ sơ địa, hoan hỷ địa, cho đến thập địa, pháp vân địa, đầy đủ các thứ đại nguyện, tích tập đủ thứ trợ đạo, tu đủ thứ diệu pháp, đầy đủ các thứ trang nghiêm, đắc được đủ thứ thần thông, an trụ đủ thứ giải thoát, đang ở trong pháp hội này, ở nơi đủ thứ diệu pháp cung điện. Bấy giờ chủ dạ thần khai phu Nhất Thiết Thủ Hoa vì thiện tài đồng tử muốn tường thuật lại nghĩa giải thoát này mà nói kệ rằng. Lúc đó chủ dạ thần khai phu Nhất Thiết Thủ Hoa vì thiện tài đồng tử muốn tường thuật lại nghĩa giải thoát này mà nói kệ rằng. Ta có mắt rộng lớn, thấy khắp nơi mười phương, trong tất cả biển cõi, kẻ luân hồi năm cõi. Chủ dạ thần khai phu Nhất Thiết Thủ Hoa nói, ta có mắt trí huệ rộng lớn, thấy khắp tất cả chúng sinh mười phương, lại thấy khắp trong tất cả biển cõi, chúng sinh thọ luân hồi trong năm cõi. Cũng thấy chư Phật đó ngồi dưới cội Bồ Đề, thần thông khắp mười phương, thuyết pháp độ chúng sinh. Cũng thấy được tất cả chư Phật đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề thành đạo. Thần thông rộng lớn đầy khắp mười phương, thuyết pháp độ thoát tất cả chúng sinh, chứng được thiên nhãn thông mới có được cảnh giới này. Ta có tai thanh tịnh, nghe khắp tất cả tiếng, cũng nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ mà tin thọ. Ta có tai thanh tịnh viên mãn vô ngại, nghe khắp tất cả tiếng trong mười phương, cũng nghe tất cả chư Phật thuyết pháp, nghe rồi hoan hỷ mà tin thọ pháp của chư Phật nói, y pháp tu hành.
Ta có tha tâm trí, không hai không chướng ngại, có thể trong một niệm đều thấu rõ biển tâm. Ta có trí huệ tha tâm thông, không hai không chướng ngại, có thể trong một niệm hoàn toàn thấu rõ biển tâm của tất cả chúng sinh. Vọng tâm của chúng sinh như biển cả, không có bờ mé, lúc nào cũng sinh khởi sóng vọng tưởng, chẳng khi nào bình tĩnh. Ta được túc mạng trí, biết được tất cả kiếp, thân mình và người khác, phân biệt đều thấu rõ. Ta đắc được trí huệ túc mạng thông, biết được trong tất cả kiếp, thân mạng mình và người khác rõ ràng phân biệt được. Túc mạng thông tức là biết tất cả nhân duyên trong quá khứ. Ta một niệm biết được biển cõi kiếp số bụi, chư Phật và Bồ Tát, loại chúng sinh năm đường. Ta một niệm biết được biển cõi kiếp số nhiều như hạt bụi, tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát, cùng với loại chúng sinh năm đường, sự phát nguyện và hành đạo của các ngài, tạo nghiệp chướng và thọ quả báo. Nhớ biết chư Phật đó, xưa phát nguyện Bồ Đề cho đến tu các hạnh, mỗi mỗi đều viên mãn. Ta nhớ biết tất cả chư Phật đó, biết các ngài thuở xưa phát đại nguyện Bồ Đề cho đến tu tất cả các hạnh, mỗi mỗi thầy đều viên mãn, chẳng có gì mà chẳng thành công. Cũng biết chư Phật đó thành tựu đạo Bồ Đề, dùng đủ thứ phương tiện vì chúng truyền pháp luân. Ta cũng biết tất cả chư Phật đó làm thế nào thành tựu đạo Bồ Đề, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh truyền đại pháp luân, diễn nói pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Cũng biết chư Phật đó hết thảy các biển thừa, chánh pháp trụ lâu mau, chúng sinh độ bao nhiêu. Ta cũng biết tất cả chư Phật đó hết thảy các biển thừa, đại thừa và tiểu thừa, lại biết chánh pháp trụ thế gian lâu mau, chúng sinh độ được bao nhiêu. Ta trong vô lượng kiếp tu tập pháp môn này, nay ta vì ngươi nói, Phật tử ngươi nên học. Ta trong vô lượng kiếp tu tập pháp môn này, nay ta vì ngươi nói pháp môn này, Phật tử hy vọng ngươi nên học pháp môn giải thoát này. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát sinh ra quảng đại hỷ quang minh này, như các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường tất cả chư Phật và biển đại nguyện nhất thiết trí viên mãn biển nguyện của tất cả chư Phật, đắc được trí huệ dũng mãnh nơi một địa của Bồ Tát, vào khắp biển địa của tất cả Bồ Tát, đắc được nguyện thanh tịnh nơi một hạnh của Bồ Tát, vào khắp biển hạnh của tất cả Bồ Tát, đắc được lực tự tại nơi một môn giải thoát của Bồ Tát, vào khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát. Mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó? Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát sinh ra quảng đại hỷ quang minh này, như các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường tất cả chư Phật và biển đại nguyện nhất thiết trí viên mãn biển nguyện của tất cả chư Phật, đắc được trí huệ dũng mãnh nơi một địa của Bồ Tát, và khắp biển địa của tất cả Bồ Tát, đắc được nguyện thanh tịnh nơi một hạnh của Bồ Tát hạnh, vào khắp biển hạnh của tất cả Bồ Tát, đắc được lực tự tại nơi một môn giải thoát của Bồ Tát, và khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát. Những pháp môn này ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó? Thiện nam tử, trong đạo tràng này có một vị dạ thần tên là Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh. Ngươi hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, làm thế nào hầu hạ tất cả Như Lai, làm thế nào tu hành tất cả Phật Pháp. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử, trong đạo tràng này có một vị dạ thần tên là Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh. Ngươi hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, làm thế nào hầu hạ tất cả Như Lai, làm thế nào tu hành tất cả Phật Pháp. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần khai phu nhất thiết thụ hoa, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi tìm cầu vị thiện trí thức khác,